lộ ảnh hẹn hò giữa Châu Tấn và Tình Trẻ kém 13 tuổi. Netizen bắt gặp khoảnh khắc Châu Tấn và Tình Trẻ nắm tay nhau vào khách sạn. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc tung loạt ảnh Châu Tấn cùng Tình Trẻ kém 13 tuổi trắc việc cùng hẹn hò tại một nhà hàng. Sau đó, cả hai còn nắm tay về chung khách sạn. Trắc việc sinh năm 1987, thành viên ban nhạc Rock Mosaic. Bên cạnh là nhà sản xuất âm nhạc kim ca sĩ, anh còn có năng khiếu chơi guitar và có thời gian hoạt động khá lâu trong giới giải trí. Hồi tháng 10, Châu Tấn bị bắt gặp đi dự concert của nhóm Mosaic ở Nam Kinh. Vào khoảng tuần trước, netizen cũng bắt gặp cặp đôi đi ăn chung, tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Ban nhạc Mosaic được thành lập năm 2008 tại Thành Đô gồm 4 thành viên với phong cách nhạc dancepop và indie pop. Ban nhạc đã phát hành các album No Club 2017, Darling 2018, Hãy Nhảy Cùng Tôi 2020. Phong cách nhạc sôi nổi, vui vẻ, lãng mạn thể hiện rõ nhất qua ca khúc tiêu biểu Dancing Girl quen thuộc với khán giả trong rất nhiều chương trình truyền hình, sự kiện âm nhạc. Năm 2014, Châu Tấn kết hôn cùng diễn viên Cao Thánh Viễn. Sau 6 năm chung sống, cả hai chính thức đường ai nấy đi vào năm 2020 vì không tìm được tiếng nói chung. Trước đó, Châu Tấn vướng đồn thổi hẹn hò đồng tính cùng Đậu Tĩnh Đồng. Netizen xăm soi khoảnh khắc cả hai thân mật, luôn đi cùng với nhau khiến nhiều người cho rằng đây là tình yêu bất hợp, nữ với nữ. Lại có ý kiến cho rằng cũng có thể giữa Châu Tấn và Đậu Tĩnh Đồng là tri kỷ, quá thân thiết nên mới như thế.